Mến chào quý vị khán giả đến với tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn có trong ngày. Tin lộ bí mật chiến dịch lật kèo bầu cử táo bạo của hơn 100 nghị sĩ Mỹ. Thưa quý vị, khoảng 140 đảng viên Cộng hòa sẽ biểu quyết ngăn việc chứng nhận các lá phiếu của đại cử tri vào ngày 6 tháng 1, động thái nhằm trợ giúp ông Trump và khiến Quốc hội Mỹ thêm chia rẽ. Các đồng minh trung thành của Tổng thống Donald Trump sẽ tạo ra cảnh tượng kịch tính ở Washington vào tuần tới khi bỏ phiếu chống việc chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Mặc dù chiến thắng này không đủ để ngăn ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46, nó chia rẽ quốc hội, ủng hộ Trump và gây trở ngại cho việc hợp tác với chính quyền dân chủ sắp tới. Hai hạ nghị sĩ Cộng hòa giấu tên dự đoán với CNN rằng khoảng 140 đồng nghiệp thuộc đảng Cộng hòa sẽ không đồng ý chứng nhận kết quả bỏ phiếu trong phiên họp chung ngày 6 tháng 1 ông Trump vẫn có sức ảnh hưởng dù sắp rời Nhà Trắng. Các nhà quan sát cho rằng chiến lược này cho thấy Tổng thống sắp mãn nhiệm vẫn có ảnh hưởng với phe phái trong Đảng Cộng Hòa. Peter Winner, người viết bài phát biểu cho ba tổng thống của Đảng Cộng Hòa và phó chủ tịch tại Trung tâm Chính sách Công và Đạo đức, Trung tâm Nghiên cứu của phe bảo thủ, gọi đây là dấu hiệu đáng lo ngại. Đây là dấu hiệu cho thấy nhóm này đang xa rời thực tế, ông Winner nói với Warden. Đó là hành vi phi đạo đức, phản dân chủ nguy hiểm và đang lan rộng trong đảng cộng hòa. đây không chỉ là hành động khép lại thời kỳ Trump mà còn mở đầu cho thời kỳ hậu Trump. nó thể hiện những người này vẫn coi mình là người hỗ trợ tổng thống Trump và sùng bái ông. ông Warner nói thêm. các nhà tư vấn phe dân chủ đồng tình với ý kiến trên. đây là đảng của ông Trump. chính lời ra Hank Schanck nói. Họ có thể coi đây là hành động sống còn và thậm chí họ có thể không tin vào những gì mình đang làm. Điều họ muốn là tái đắc cử trong cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ vào năm 2020. Nếu Tổng thống của chúng ta chịu ra đi trong im lặng, những chuyện xảy ra không đáng nhắc đến. Ông Stenkopf nói thêm. Đảng Cộng Hòa bối rối. Những nỗ lực lật ngược kết quả diễn ra bất chấp việc đội ngũ pháp lý của ông Trump không thể thắng bất kỳ vụ kiện nào trong số ít nhất 40 vụ kiện gian lận bầu cử. Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Missouri George Hawley là người đầu tiên thông báo ông phản đối việc chứng nhận phiếu bầu của đại cử tri ngày 6 tháng 1. Trong bài luận xuất bản ngày 30 tháng 12 năm 2020 trên tạp chí bảo thủ The Place, biên tập viên Mark Levin ủng hộ ông Hawley. Ông Levin tuyên bố các bang đã không tuân theo luật bầu cử của chính mình. Sau một cuộc họp trực tuyến ngày 31 tháng 12, phải lãnh đạo đa số tại thượng viện, thượng nghị sĩ Cộng hòa của bang Kentucky, Miss McConnell, nói lá phiếu chứng nhận chiến thắng của Biden ngày 6 tháng 1 là phiếu bầu có hệ quả lớn nhất tôi từng bỏ. Ông McConnell cũng nhắc các thượng nghị sĩ không tham gia bất kỳ nỗ lực nào nhằm bác bỏ lá phiếu của đại cử tri, ông tin hành động đó có thể khiến Đảng Cộng hòa mất hai ghế tại thượng viện trong cuộc bỏ phiếu ở Georgia vào ngày 5 tháng 1. Ông Warner tin thượng nghị sĩ McConnell phản đối nỗ lực của ông Holly vì hành động này buộc Đảng Cộng hòa phải tuyên bố lập trường. Bên cạnh đó, quyền kiểm soát thượng viện của ông McConnell cũng bị đe dọa. Nếu họ câu khai chống lại hành động của ông Holly, người ủng hộ Đảng Cộng hòa sẽ tức giận. Nếu họ đồng ý với hành động lố bịch đó, vị trí của một số đảng viên Cộng hòa ở các bang ôn hòa sẽ bị ảnh hưởng, ông Warner nhận định. Trong một bức thư ngỏ ngày 30 tháng 12 năm 2020, thượng nghị sĩ Cộng hòa của bang Nebraska Ben Sasse cũng phản đối ông Hawley. Ông Sasse cảnh báo, mọi lý lẽ và tuyên bố trên thế giới không thay đổi sự thật rằng hành động ngày 6 tháng 1 được khởi xướng để tước quyền của hàng triệu người Mỹ chỉ vì họ đã bỏ phiếu cho ứng viên của đảng khác. Chúng ta có một loạt chính trị gia đầy tham vọng, nghĩ rằng họ có thể nhanh chóng giành được sự ủng hộ từ người bỏ phiếu cho Tổng thống mà không gây ra bất kỳ thiệt hại thực sự và lâu dài nào, ông Sasse cho biết. Họ đã nhầm, người lớn không chỉ súng đã lên đạn vào trái tim của nền dân trị hợp pháp, theo lá thư. Jim Slipper Giáo sư khoa học chính trị về hưu tại Đại học Jane nhận định kế hoạch nổi dậy của Đảng Cộng hòa Hạ Viện là nhằm hỗ trợ ông McConnell trong việc cản trở chính quyền Đảng Dân Chủ như dưới thời ông Obama. Ngoài lễ nhậm chức ngày 20 tháng 1, chúng ta thấy Đảng Cộng hòa đang chuẩn bị để bảo đảm ông McConnell có thể tiếp tục ngăn hầu như mọi thứ Đảng Dân Chủ có ý định thực hiện, với điều kiện Đảng Dân Chủ không giành được Thượng Viện, ông Slipper nhận định. Ông Sleeper cũng tin bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn việc chứng nhận kết quả đều là đàn áp phiếu bầu. Đây cũng là chiến dịch nhằm ngăn cản cơ chế để các quá trình dân chủ có thể diễn ra bình thường theo ông Sleeper. Tin tiếp theo, Phó Tổng thống Mỹ Pence bất ngờ ủng hộ chiến dịch lật kèo bầu cử. Thưa quý vị, tránh văn phòng của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 2 tháng 1 ra thông báo cho biết Phó Tổng thống hoan nghênh nỗ lực phản đối kết quả bầu cử của một số nhà lập pháp vào ngày 6 tháng 1. Phó Tổng thống Pence có cùng mối lo ngại về gian lận cử tri và những bất thường trong cuộc bầu cử vượt qua với hàng triệu người Mỹ. Mark Schultz, tránh văn phòng của ông Pence cho biết trong tuyên bố gửi đến The Hill. Phó Tổng thống hoan nghênh nỗ lực của các thành viên Hạ viện và Thượng viện trong việc sử dụng thẩm quyền theo luật để phản đối và đưa ra bằng chứng cho Quốc hội và người dân Mỹ vào ngày 6 tháng 1, theo tuyên bố. Đây là tuyên bố chi tiết nhất mà văn phòng của ông Penn đưa ra về thủ tục ngày 6 tháng 1 sau cuộc bỏ phiếu bầu cử Mỹ vừa qua. Ngày 6 tháng 1, Lưỡng viện Quốc hội Mỹ sẽ có phiên họp chung để chứng nhận kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn. Tuyên bố của ông Pence được đưa ra một ngày sau khi đơn kiện của Đảng Cộng Hòa tìm cách trao cho Phó Tổng thống quyền lật ngược kết quả bầu cử vào ngày 6 tháng 1 bị bác bỏ. Ông Penn chủ trì cuộc họp vào ngày 6 tháng 1 nhưng chỉ có vai trò mang tính hình thức. Hàng chục hạng nghị sĩ Cộng Hòa đương nhiệm và sắp nhậm chức cho biết họ sẽ phản đối việc chứng nhận kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn vào ngày 6 tháng 1. Hai hạ nghị sĩ Cộng Hòa giấu tên nói với CNN rằng khoảng 140 đồng nghiệp của họ sẽ bỏ phiếu chống. Ngoài ra một số thượng nghị sĩ cho biết họ sẽ không thông qua kết quả bỏ phiếu. Ông George Hawley là nghị sĩ đầu tiên ở Thượng viện nói ông tham gia vào nỗ lực của các hạng nghị sĩ Cộng hòa. Bên cạnh đó, ngày 2 tháng 1, 11 thượng nghị sĩ dẫn đầu là Ted Cruz cũng ra tuyên bố chung nói họ bỏ phiếu chống lại việc chấp nhận kết quả bầu cử trừ khi các lá phiếu được kiểm lại trong 10 ngày. Khoảng 2 tháng từ sau ngày bầu cử, ông Pence tránh lặp lại các tuyên bố cáo buộc cuộc bầu cử gian lận của Tổng thống Trump. Thay vào đó, Phó Tổng thống kêu gọi mọi phiếu bầu hợp pháp phải được kiểm đếm. Tuy nhiên, ông Pence cũng không công khai ngăn cản những nỗ lực thách thức hoặc lật ngược kết quả bầu cử của Tổng thống và các đồng minh. Nỗ lực phe dân chủ thách thức phiếu đại cử tri năm 2005 Thưa quý vị, giữa phiên họp quốc hội kiểm phiếu đại cử tri ngày 6 tháng 1 năm 2005, thượng nghị sĩ dân chủ Barbara Boxer đứng dậy phản đối chiến thắng của George Bush. Trong quy tắc hiến pháp và đạo luật kiểm phiếu cử tri năm 1887, phiên họp quốc hội xác nhận kết quả bầu tổng thống vào ngày 6 tháng 1 sau ngày bầu cử dừng lại nếu một hạng nghị sĩ và một thượng nghị sĩ cùng nhau đệ trình văn bản phản đối đại cử tri của một bang. Bầu sơ khi đó là thượng nghị sĩ dân chủ, đại diện bang California, cho biết hạ nghị sĩ dân chủ Stephen Trapps John, đại diện cho bang Ohio, người qua đời hồi năm 2008, thuyết phục bà tham gia nỗ lực thách thức kết quả bầu cử năm 2004 tại bang này bằng cách chỉ ra nhiều vấn đề xuất hiện trong quá trình bỏ phiếu. Một trong những điểm bất thường đáng chú ý nhất là những dòng người xếp hàng dài quá mức khiến cử tri chờ đợi suốt nhiều giờ tại các điểm bầu cử. Phần lớn thuộc khu vực đô thị, nơi đảng Dân Chủ chiếm ưu thế. Nhiều máy bỏ phiếu gặp trục trặc, tỷ lệ phiếu tạm thời bị từ chối tại những cộng đồng người Mỹ gốc Phi là khá cao. Kể từ khi đạo luật kiểm phiếu đại cử tri được thông qua năm 1887, mới đây chỉ lần thứ hai nghị sĩ từ cả hai viện nhất trí phản đối kết quả phiếu đại cử tri tại một bang. Sau tranh cãi với Bắc Carolina trong cuộc bầu cử năm 1969, Tuy nhiên, Boxer khẳng định mục đích của họ không phải nhằm đảo ngược kết quả bầu cử Trung cuộc mà hướng sự chú ý của dư luận và tình trạng áp bức cử tri ở Ohio. Trước khi Bowser và Tab Jones đệ đơn phản đối, chiến thắng với cách biệt khoảng 118.000 phiếu của Bush trước ứng viên dân chủ John Kerry tại Ohio. Bang định đoạt của bầu cử năm 2004 vốn gây ra nhiều hoài nghi và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của dư luận. Nhiều người cáo buộc Bush giành phiếu đại cử tri của Ohio một cách không công bằng. Nỗ lực của hai nữ nghị sĩ dân chủ buộc các thành viên thượng viện, hạ viện phải dừng phiên họp chung trở về hai nghị trường riêng nằm ở hai phía đối diện của tòa nhà quốc hội để thảo luận về kiến nghị của họ sau khi thảo luận hai viện tiến hành bỏ phiếu riêng rẽ về việc có chấp nhận kiến nghị hay không kiến nghị phản đối phiếu đại cử tri của một bang chỉ có thể thành công nếu cả hai viện đều biểu quyết nhất trí quy định phản đối này không bắt nguồn từ hy vọng hay ý đồ lật ngược chiến thắng của tổng thống mà là cơ hội cần thiết kịp thời phù hợp để xem xét và khắc phục quá trình quý giá nhất trong nền dân chủ của chúng ta tap jones phát biểu trong phiên tranh luận tại hạ viện Tôi tin rằng chúng ta cần tiến hành cuộc tranh luận chính thức hợp pháp về những điểm bất thường trong bầu cử. Tôi không muốn làm phiền nhiều bạn bè, nhưng việc có lẽ làm sáng tỏ những vấn đề này đáng để dành ra chút thời gian. Nhiều người Mỹ đang đổ máu ở khắp nơi trên thế giới, bao gồm nhiều người từ bang của tôi, vì lý do gì chứ? Đó là để đem nền dân chủ tới những ngóc ngách xa xôi trên toàn cầu. Vậy thì trước tiên hãy sửa chữa nó ngay tại đây. sơ nói tại phiên tranh luận ở thượng viện Bất chấp nỗ lực thuyết phục của bà, cuộc tranh luận ở Thượng viện kết thúc sau khoảng 1 giờ với 74 người tán thành giữ nguyên kết quả đại cử tri ở Ohio và Bowser là người duy nhất bỏ phiếu chống. Phiên tranh luận ở Hạ viện kéo dài hơn, nhưng kết quả không khác so với Thượng viện với 267 phiếu đồng ý giữ nguyên kết quả 31 phiếu chống. Các nghị sĩ từ hai viện sau đó tập trung trở lại hoàn thành quá trình kiểm đếm phiếu đại cử tri. Dick Cheney, phó tổng thống Mỹ khi đó, cuối cùng tuyên bố Bush tái đắc cử với 286 phiếu đại cử tri, trong khi Kerry giành được 251 phiếu. Đảng Cộng hòa từng cho rằng nỗ lực khiếu nại kết quả bầu cử ở Ohio của Boxer và Trump Jones là tào lao. Một số người gọi đây là hành động của những kẻ thua cuộc cay cú. Scott Marsteller, phát ngôn viên Nhà Trắng khi đó, có cáo buộc Boxer và những người khác đang tham gia các thuyết âm mưu vì lý do chính trị đảng phái. Ngày kiểm phiếu đó, tôi là một người vô cùng khó ưa tại thượng viện. Mọi người có lẽ chỉ muốn chặn họng tôi. Tuy nhiên đấy là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất đối với tôi dù đơn độc. Bầu sơ hồi tưởng. Kịch bản tương tự có thể diễn ra tại Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1 năm 2021 sau khi Tổng thống Donald Trump công khai kêu gọi đồng minh phản đối chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden tại các bang chiến trường một nhóm hạ nghị sĩ Cộng hòa sẵn sàng đệ đơn khiếu nại tại phiên họp Quốc hội để kiểm đếm phiếu đại cử tri, cần thêm ít nhất một thượng nghị sĩ ủng hộ nỗ lực của họ. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell được cho là đã kêu gọi các thượng nghị sĩ Cộng hòa tránh tham gia vào nỗ lực này. Một số người vẫn đề ngỏ khả năng hợp tác, bất chấp thực tế là cơ hội lật ngược thế cờ của Trump gần như bằng không. Tuy nhiên, Bowser lưu ý tình huống năm nay hoàn toàn khác so với trường hợp của bà. Ý định khi đó của chúng tôi không phải là lật ngược kết quả bầu cử, còn bây giờ họ đang nói rằng Trump bị đánh cắp nhiệm kỳ tổng thống, đây thậm chí không phải một phép so sánh, cựu thượng nghị sĩ nói. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những tin tức kế tiếp của tin tức 24 giờ TV. Xin chào và hẹn gặp lại.